Chào tất cả các bạn, hôm nay thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn các thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương của chương trình hệ cao đẳng dược. Thì đi theo phần tiếp theo thì mình sẽ cùng đi tìm hiểu đó là những cái thuốc mà thuộc nhóm giảm đau thần kinh trung ương. Thì trước khi tìm hiểu các thuốc thì mình sẽ cùng nói về cái sinh lý bệnh của các phản ứng đau ha. Thì đau là một cái cơ chế tự vệ của cơ thể của mình. Nó giúp cho các bạn đó là chống lại các sự kích thích có hại và cũng có khi nó là một cái triệu chứng báo trước của một cái bệnh lý nào đó. Cô ví dụ khi mà mấy bạn có một cái tác động kích thích ở bên ngoài, ví dụ như nước sôi nó bị đổ vào người ha, thì phản xạ của mình đó, mình sẽ cảm giác là đau thì mình sẽ rút lại. Đây là một cái cơ chế để tự vệ của cơ thể trước cái tác nhân là bị nóng gác như vậy ha các bạn. Còn ví dụ như các bạn mà bị viêm viêm khớp thì thường các bạn sẽ có bị đau nhất ở các khớp, khớp gối nè, khớp tay nè. Rồi thì những cái dấu hiệu đó nó sẽ báo hiệu cho các bạn là mấy bạn có những cái bệnh lý liên quan về khớp mà mình sẽ phải đi thăm khám để tìm ra được nguyên nhân để điều trị cho những cái chứng đau này ha. Rồi tuy nhiên có những cái trường hợp đau nó chỉ do cảm xúc và sự tự kỷ ám chỉ của bệnh nhân thôi, hay mình còn gọi là đau tâm lý đó các bạn, chứ nó không phải là cái cơn đau mà khi mà nó xảy ra do cái kích thích nữa. Mà ví dụ như cái trường hợp mà đau tâm lý thì mấy bạn nói là khi mà người yêu mình làm mình buồn, mình giận gì đó, các bạn cảm giác là mấy bạn bị tổn thương, các bạn bị đau tim, cảm giác tim nó bị nhói ha. Thì cái cảm giác đau đó nó mang hơi hướng là cảm xúc và cái do cái tâm lý của các bạn nhiều hơn là do sự kích thích của cái ngưỡng đau mà gây ra đau theo các bạn. Và một và cái sự đau đó, nó cũng mang cái tính là cảm giác ha các bạn, là tùy thuộc cái sức chịu đựng của mỗi người nữa. Ví dụ như cùng là đứt tay mà một người thì bình thường có thể tiếp tục làm công việc, còn có người á thì ngồi ghen nghỉ từ sáng tới chiều nó đứt tay rồi không làm gì được nữa hết trơn, đau nhức quá chịu không nổi. Rồi tất cả các kích thích đều có thể gây đau ha các bạn, từ kích thích cơ học, hóa học, điện học, rồi nóng lạnh vân vân. Thì nếu cường độ kích thích mà lên quá ngưỡng nhất định á thì mình sẽ cảm giác đau. Ví dụ như cũng là nóng, nhưng mà cái hơi nước nóng mấy bạn dùng để xông mặt thì mấy bạn sẽ không cảm giác đau bằng cái việc mà cái, trực tiếp mấy bạn tưới trực tiếp cái nước đang sôi lên da của mình ha. Rồi hiện nay á, thì người ta cho rằng có ba nơi phối hợp để tiếp nhận cảm giác đau, đó chính là tủy sống, đồi thị và vỏ não ha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ nói về các cái nơi xuất phát điểm của những cái cơn đau ha. Thì cảm giác đau có thể xuất hiện ở cơ hệ cơ nè, xương và da. Thì những cái trường hợp mà mấy bạn đau ở cơ, ở xương hay đau ở ngoài da thì những cái cảm giác đau này nó thường sẽ khu trú ha các bạn. Do đó chỉ đau khu trú một vùng nên mình sẽ dễ tìm ra được nguyên nhân gây đau và mình có phương pháp điều trị phù hợp để loại bỏ cơn đau đó. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà mình đau từ các tạng ở trong khoang ngực, lúc này trường hợp này thì cái sự đau của mình nó lan tỏa các bạn, nó không khu trú ở một vùng nào đó mà nó đau toàn thân. Mấy bạn cảm giác là mấy bạn ê nhức cả người từ đầu tay chân bụng rồi toàn thân thể ha, mình không xác định được chỗ nào là đau nhiều hơn và chỗ nào đau được ít hơn hết ha. Thì nhiều những lúc này thì cái cảm giác đau nó không thể hiện được nơi bị tổn thương các bạn, vì vậy mình sẽ khó tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh mà để có thể chữa trị ha. Ví dụ như cái trường hợp mà hay bị đau lan tỏa mà đau toàn thân á, là ví dụ như bạn bị ung thư á, đó là một cái trường hợp mà khi mà mấy bạn đau nhất là đau nhất toàn thân luôn ha. Rồi đau á, nó sẽ làm cho bệnh nhân khó chịu, khổ sở về mặt tâm lý, và đau kéo dài dai dẳng như vậy á thì
nó sẽ làm cho bệnh nhân bị lo lắng, hoang mang. Tại sao mình đau như vậy, mình khó chịu quá, mình mệt mỏi quá, dẫn đến là bệnh nhân sẽ không ngủ được, suy nhược. Mà khi mà bệnh nhân càng bị suy nhược cơ thể thì những cái cơn đau này nó lại càng ngày càng trầm trọng hơn. Vì vậy cái vòng luẩn quẩn như thế nó sẽ làm cái tình trạng đau trở nên nghiêm trọng hơn hay các bạn nếu không xử lý kịp thời. Thì mình sẽ điểm ngang một số cơ chế của các thuốc giảm đau. Thì khi mà các bạn bị các tác động kích thích ở bên ngoài, từ cơ học, hóa học, điện học hay là nóng lạnh vân vân, thì nó có thể gây chấn thương cho cơ thể của mình. Thì khi mà các bạn bị chấn thương thì các tế bào của mình nó sẽ bị tổn thương. Thì tế bào tổn thương nó có thể sản xuất ra prostaglandin và nó gây giảm cái ngưỡng đau, làm cho mình bị đau, được không? Thì mình có một cái nhóm thuốc tương ứng để ức chế cái sự sản xuất prostaglandin này để làm giảm cảm giác đau ở ngoại vi này ha. Đó là nhóm NSAID và paracetamol. Thì cái nhóm này mình sẽ học ở chương trình sau ha các bạn. Còn hôm nay mình sẽ học cái nhóm thuốc phim bên này này. Thuốc bên đây là như thế nào? Khi mà tế bào mình bị tổn thương thì nó sẽ kích thích các cảm thụ thể ha các bạn, như là da, cơ, khớp, gân, nội tạng và tủy sống. Thì lúc này các thụ cảm thể nó sẽ truyền tín hiệu cho trung tâm đau ở não và nó sẽ phát đi tín hiệu đau và mình sẽ có một cái phản ứng xảy ra là phản ứng đau của cơ thể mình ha. Thì mình có một cái nhóm thuốc ức chế được thần kinh trung ương ở trong cái sự truyền tín hiệu từ thụ cảm thể và ức chế được trung tâm đau của não, đó chính là nhóm thuốc opioid hay mình còn gọi là nhóm giảm đau thần kinh trung ương ha các bạn. Thì cái nhóm do cái nhóm này nó ức chế theo hai cái cơ chế, vừa ức chế sự truyền tín hiệu vừa ức chế trung tâm đau, nên cái sự giảm đau của nó mạnh hơn so với nhóm thuốc NSAID hay paracetamol ha các bạn. Rồi, mình sẽ trước khi tìm hiểu chi tiết các thuốc thì mình sẽ nói ngang cái cơ chế chung của các thuốc giảm đau thần kinh trung ương ha các bạn. Thì morphine là một cái thuốc giảm đau thần kinh trung ương điển hình ha, mà ai cũng biết. Và morphine cũng như các thuốc thuộc cùng nhóm với nó, nhóm opioid, thì nó sẽ có cùng tác động trên các receptor. Thì mình có ba loại receptor của opioid, đó là receptor V, receptor K3 và receptor delta. Thì các receptor này nó ở tận cùng sợi thần kinh hướng tâm tại sừng sau của tủy sống, nó sẽ gây ức chế sự tiết chất B. Đây là cái một cái peptide ha mấy bạn, nó là chất trung gian hóa học có vai trò trong sự dẫn truyền cảm giác đau theo trục tủy, đồi thị và vỏ não. Do đó khi mà bạn ức chế sự tiết chất B này thì nó có thể làm giúp cho chúng ta làm giảm cảm giác đau nha các bạn. Rồi, thì khi tùy trên cái việc mà tác động ở trên cái thụ thể nào thì nó khiến các bạn kích thích những cái thụ thể khác nhau thì nó sẽ đưa ra những cái đáp ứng tác dụng khác nhau. Khi mà thuốc của mình nó gắn trên receptor mi thì nó sẽ kích thích tác dụng giảm đau, ức chế hô hấp, co đồng tử, giảm sự co bóp cơ trơn dạ dày và ruột, gây sảng khoái. Đó là lý do tại sao khi sử dụng các thuốc opioid các bạn thấy ha, nó làm giảm co bóp cơ trơn dạ dày và ruột, dẫn đến nó hay gây bị táo bón các bạn. Đây là một cái tác dụng phụ mà thường gặp khi mấy bạn sử dụng các thuốc opioid ha. Tiếp theo, nếu thuốc của mình nó gắn ở trên receptor K3 thì nó sẽ kích thích và gây ra tác dụng là giảm đau, suy hô hấp, co đồng tử, đồng thời là gây cho bệnh nhân có trạng thái là an thần ha các bạn. Tiếp theo, mà khi mà các thuốc opioid mà nó gắn lên receptor delta
Thì cái receptor này á, thì chưa được nghiên cứu nhiều ở trên người. Tuy nhiên những cái thí nghiệm ở trên thú thử nghiệm thì người ta thấy là cái việc mà gắn trên receptor delta gây kích thích receptor delta thì cũng cho được cái tác dụng là giảm đau hay các bạn. Rồi, thì các tiếp theo thì mình sẽ nói về cái sự phân loại của các thuốc giảm đau thần kinh trung ương. Thì các thuốc thuộc nhóm này nó sẽ có tác dụng giảm đau là do nó ức chế trung tâm đau ở não và ngăn sự truyền dẫn cảm xúc, cảm giác đau từ tủy sống lên não. Và tùy theo cái mức độ giảm đau của nó mà mình sẽ có hai nhóm là nhóm giảm đau mạnh và giảm đau trung bình. Và morphine là một cái chất mà người ta sẽ quy ước làm chuẩn nha các bạn. Nó sẽ là cái mức giảm đau bằng một. Những cái thuốc nào mà có cái cơ chế giảm đau mạnh hơn morphine thì mình sẽ xếp vào các nhóm thuốc là loại giảm đau mạnh. Ngược lại, những thuốc mà có tác dụng giảm đau cái ngưỡng của nó nhỏ hơn hay thấp, hay còn gọi là thấp hơn morphine thì mình sẽ xếp nó vào loại thuốc giảm đau trung bình. Thì mình có loại thuốc giảm đau mạnh là morphine ha, fentanyl, methadone. Còn các loại thuốc giảm đau trung bình như codeine, tramadol, proboscidein ha mấy bạn ha. Thì mấy thuốc này, những cái thuốc giảm đau trung bình này các bạn sẽ dễ dàng mua được ở trong cái nhà thuốc, nhưng mà nó thường sẽ ở dạng phối hợp. Còn những cái thuốc mà giảm đau mạnh này nó sẽ được quản lý đặc biệt và chỉ những cái bệnh mà nặng nó như ung thư rồi này kia rồi mới 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 thường được sử dụng những loại thuốc giảm đau mạnh này ha. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ nói một số thuốc điển hình ở trong nhóm thuốc giảm đau thần kinh trung ương ha các bạn. Mà thuốc đầu tiên cô muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là morphine. Thì morphine là một cái alkaloid có từ 9 đến 10% trong nha khuyến nha phiến nha các bạn. Thì khi mà mấy bạn tiết xuất ra morphine và sử dụng thì thuốc nó hấp thu được qua đường uống nè, đường đường tim và đường hô hấp. Các bạn có thể tưởng tượng là những người bị nghiện á, họ có thể sử dụng ma túy cả ba đường này thì morphine nó cũng tương tự như vậy ha các bạn. Và sau khi uống khoảng 30 đến 60 phút thì morphine nó sẽ đạt nồng độ tối đa ở trong máu và nó sẽ liên kết với protein huyết tương chỉ khoảng 30%, nghĩa là cái khả năng của liên kết của morphine và protein huyết tương nó tương đối thấp hơn các bạn. Là thuốc mình sử dụng nó sẽ ở dạng tự do nhiều ở trong cơ thể, và thuốc sau khi phân bố vào vòng tuần hoàn chung thì nó sẽ tập trung nhiều ở cơ văn nè, gan, phổi và thận nha các bạn. Morphine nó có thể vượt qua được hàng rào máu não, nhau thai và sữa mẹ. Do đó, các bạn phải chú ý khi sử dụng morphine cho đối tượng là phụ nữ đang mang thai hay cho con bú. Vì những lúc này, các em bé có thể bị hấp thu thuốc thụ động hay các bạn từ mẹ của các em. Tiếp theo thì morphine nó chuyển hóa ở gan, chủ yếu ở dạng liên hợp axit glucuronic ha, thì nó sẽ chuyển hóa một phần thành dạng còn hoạt tính và một phần nó sẽ chuyển hóa thành dạng bị mất hoạt tính ha các bạn. Rồi, morphine nó sẽ thải trừ chủ yếu qua đường nước tiểu, một phần nó sẽ thải qua phân và 90% thuốc nó sẽ thải trừ trong vòng 24 giờ đầu ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến là tác dụng của morphine. Thì morphine và các dẫn chất nó có tác dụng chọn lọc trên receptor mi nha mấy bạn. Thì mấy bạn biết receptor mi rồi thì nó sẽ làm giảm đau, co đồng tử, ức chế hô hấp và đồng thời gây sảng khoái, giảm nhu động ruột. Thì mình sẽ cùng ngoặc. Tuy nhiên, cái việc mà tác động chọn lọc trên receptor mi khi mấy bạn chỉ sử dụng ở liều thấp và liều điều trị, khi sử dụng liều cao thì ngoài receptor mi thuốc còn tác động đến các receptor opioid khác, ví dụ như K3 và Delta ha. Thì trên thần kinh trung ương, morphine nó sẽ có tác dụng là giảm đau, an thần, gây ngủ, gây sảng khoái, mơ màng và tăng trí tưởng tượng. Đây là cái tác động khi mà mấy bạn
khi mà một viên gắn lên receptor mi ha. Còn trên hệ hô hấp, ngay ở liều điều trị, thuốc có thể gây ức chế trung tâm hô hấp, làm nhịp thở chậm và sâu. Ở liều cao, nó có thể gây ức chế mạnh, có thể gây rối loạn hô hấp. Đồng thời, thuốc có thể ức chế trung tâm ho và gây giảm phản xạ ho ha các bạn. Và ở liều độc thì một viên nó sẽ ức chế hoàn toàn trung khu hô hấp. Ở trẻ em và người già, trung khu này rất nhạy cảm với một viên. Do đó cấm sử dụng một viên và các loại thuốc, các loại dẫn chất của nó cho những cái đối tượng này. Và kể cả người phụ nữ mang thai thì mình cũng không sử dụng. Do hồi nãy mình học về dược động học thì một viên nó có thể dễ dàng vượt qua hàng rào nhau thai hay là sữa mẹ để truyền qua em bé, thì rất là nguy hiểm nha. Nó có thể ức chế hô hấp em bé, làm cho em bé bị tử vong. Trên tuần hoàn á, thì ở liều điều trị á, một viên nó không ảnh hưởng nhiều đến hệ tim mạch. Tuy nhiên ở liều cao, ở liều độc thì sự ức chế hô hấp của chất này có thể dẫn đến là suy yếu cơ tim nè, hạ huyết áp, giãn mạch. Một viên còn làm giãn các mạch máu ở da, có thể là do một viên nó kích thích sự phóng thích của histamine đó ha các bạn. Rồi trên hệ tiêu hóa thì một viên nó sẽ làm giảm trương lực và nhu động của sợi cơ dọc, giảm tiết dịch tiêu hóa, gây táo bón kéo dài ha. Thuốc còn làm tăng trương lực của sợi cơ vòng tiêu hóa, co thắt môn vị hậu môn. Còn trên đường tiết niệu thì một viên nó sẽ làm co cơ vòng bàng quang, gây bí tiểu ha các bạn. Với những tác dụng của mình thì một viên được chỉ định trong những trường hợp đau nặng hoặc là đau không đáp ứng với các thuốc giảm đau khác, ví dụ như là sỏi thận, sỏi mật, ung thư, chấn thương sau phẫu thuật, sản khoa, nhồi máu cơ tim. Ngoài ra thì một viên còn chỉ định trong phù phổi cấp thể nhẹ và vừa. Một số trường hợp thì một viên còn chỉ định như một cái thuốc làm tiền mê ha các bạn. Một số tác dụng không mong muốn có thể gặp khi sử dụng một viên đó là buồn nôn, nôn, táo bón, ức chế trung tâm hô hấp, co đồng tử, tăng áp lực đường mật và bí tiểu ha các bạn. Và khi sử dụng một viên, mấy bạn có thể gặp các tác dụng độc cấp tính là bắt đầu bằng các giai đoạn kích thích ngắn, tiếp theo là giai đoạn suy nhược, bệnh nhân ngủ càng lúc càng sâu rồi hôn mê, trong tình trạng là hạ thân nhiệt, co đồng tử, khó thở rồi chết vì trị mạch ha các bạn. Thì đây là những cái triệu chứng của khi mà bệnh nhân bị ngộ độc cấp tính. Thì trong ngộ độc cấp một viên thì việc chữa trị chủ yếu là phục hồi hô hấp. Ngày nay thì chúng ta sẽ sử dụng các chất kháng một viên như naloxone, naloxone có hiệu lực đối kháng tốt và nhanh chóng đối với sự suy hô hấp do một viên. Và cái việc sử dụng các thuốc giải độc naloxone, naltrexone, các bạn có thể kết hợp thêm với atropine để nâng cao cái hiệu quả giải độc nhé. Ngoài cái việc mà sử dụng một viên có thể bị ngộ độc cấp tính thì khi sử dụng một viên thời gian kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần thì bệnh nhân có thể bị độc tính mạng, gây ra hiện tượng quen thuộc đi kèm với sự phụ thuộc về thể xác vào thuốc ha. Tác động gây sảng khoái, ảo giác của một viên thường bị lạm dụng và sự sử dụng thường xuyên các chất này dễ dàng dẫn đến là sự nghiện thuốc. Và người nghiện có thể sử dụng liều gấp 10 đến 15 lần liều điều trị hoặc là cao hơn để đạt được cảm giác là mong muốn và bị lệ thuộc hoàn toàn về thể chất và lẫn tinh thần luôn. Và vì có thuốc để sử dụng, họ sẵn sàng làm những cái việc mà vi phạm đạo đức cũng như là hay vi phạm pháp luật, miễn có tiền mua thuốc phục vụ được cái nhu cầu sử dụng thuốc nghiện của họ ha. Khi do là họ bị nghiện như vậy nên khi thiếu thuốc sẽ có các phản ứng sinh lý, ví dụ như họ sẽ bị kích động, lo âu, run rẩy, co giật,
sốt, tim nhanh, rối loạn tuần hoàn hô hấp và có thể chảy nước mắt nè, nước mũi ha, ngắt lạnh, giãn đồng tử, và có thể dẫn đến là bị tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời ha các bạn. Do những cái tác dụng phụ cũng như độc tính cấp và mạng của morphine thì morphine được chống chỉ định và thận trọng sử dụng trong các đối tượng sau, đó là những người bị suy hô hấp, hen phế quản, chấn thương não hoặc là tăng áp lực nội sọ, trạng thái co giật hay là nhiễm độc rượu cấp tính hay đang dùng các thuốc ức chế mau trên những trẻ em dưới 30 tháng tuổi hay suy gan nặng thì mình sẽ cũng không sử dụng ha. Và đối với những người mà bị đau bụng cấp không rõ nguyên nhân thì mình cũng không dùng. Và hồi nãy mình nói cái độc tính của morphine trong cái việc ức chế hô hấp nó sẽ rất là nhạy cảm đối với người cao tuổi, do đó mình cũng thận trọng khi sử dụng morphine cho đối tượng này. Và một cái đối tượng cần lưu ý nữa đó là phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú, thì khi sử dụng morphine thì mình cũng thận trọng, mình sẽ cố gắng có thuốc khác lựa chọn thì mình sẽ sử dụng trước, rồi chừng nào mà không còn cái lựa chọn nào khác thì mình mới sử dụng morphine cho những cái đối tượng như người cao tuổi hay người mang thai nha các bạn. Mình sẽ cố gắng hạn chế tối đa có thể ha. Tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thuốc giảm đau thần kinh trung ương mà cũng thông dụng hiện nay, đó chính là codeine ha các bạn. Thì codeine nó sẽ giảm đau yếu hơn morphine, và thuốc này nó sẽ hấp thu được qua đường uống tốt hơn là đường tim tĩnh mạch. Bởi vì khi đường uống thì sau khi uống khoảng 1 đến 2 giờ thì tác động dụng của thuốc sẽ xuất hiện và nó sẽ kéo dài được khoảng từ 4 đến 6 giờ. Tuy nhiên khi dùng đường tim tĩnh mạch, codeine nó sẽ làm tăng phóng thích histamin, gây giãn mạch, hạ huyết áp nhiều hơn morphine. Vì vậy rất hiếm khi mà mình dùng đường tim tĩnh mạch vì nó mang nhiều yếu tố nguy hiểm nha các bạn. Rồi, tương tự với morphine thì codeine nó cũng có thể qua được nhau thai và chuyển hóa ở gan, thải trừ ở thận ha. Một số tác dụng cũng như chỉ định của codeine trong trị liệu là tương tự như morphine thì codeine nó cũng có tác dụng làm giảm đau và giảm ho. Tuy nhiên, codeine là một cái chất chủ vận receptor của opioid yếu hơn morphine, do đó cái tác dụng giảm đau của nó thấp hơn morphine rất là nhiều. Khi dùng đơn độc thì hiệu quả giảm đau của codeine nó chỉ bằng 1/5 đến 1/10 so với morphine thôi ha các bạn, thấp hơn rất là nhiều. Và trên lâm sàng thì thường nếu mà sử dụng codeine để giảm đau thì người ta thường sẽ phối hợp với các thuốc giảm đau ngoại vi như paracetamol hay các thuốc NSAID để tăng cái khả năng giảm đau của codeine ha. Và tuy nhiên cái tác dụng giảm đau của codeine thấp nhưng mà codeine nó sẽ có tác dụng giảm ho rất là mạnh. Vì vậy hiện nay codeine hay được dùng làm thuốc giảm ho hơn là giảm đau ha các bạn. Thì một số chống chỉ định khi sử dụng codeine là mình sẽ không sử dụng codeine cho những người mẫn cảm với thuốc vì nó có thể gây ra các phản ứng mẫn cảm hay dị ứng rất là nguy hiểm, và không sử dụng cho trẻ em dưới 1 tuổi, những bệnh nhân bị suy gan hay suy hô hấp ha, tại vì nó có thể ức chế trung tâm hô hấp và nó bị chuyển hóa qua gan. Tiếp theo thì cô sẽ muốn giới thiệu cho các bạn một cái thuốc có tác dụng là dùng để điều trị ngộ độc morphine hay các dẫn chất của nó, đó chính là naloxone. Thì đây là một cái chất đối kháng tương tranh thuần túy trên receptor của morphine và các chất cùng loại. Bài này thì cô cũng đã giới thiệu cho mấy bạn ở trong bài tương tác dược lực rồi ha. Thì do naloxone và morphine hay các dẫn chất cùng loại á, thì nó có cùng điểm gắn trên receptor opioid. Khi mà mấy bạn bị ngộ độc morphine sử dụng naloxone thì naloxone lúc này sẽ vào chiếm cái vị trí trên receptor của opioid, đẩy morphine hay các
chất cùng loại đi ra khỏi receptor ở dạng tự do và được đào thải ra bên ngoài. Ở liều thấp thì naloxone nó sẽ có tác dụng đối kháng trên receptor. Ở liều cao thì nó sẽ tác dụng lên cả các receptor khác. Và cái tác dụng đối kháng của naloxone nó sẽ làm mất tác dụng ức chế hô hấp, nè, ức chế tim mạch, co thắt phế quản và các tác dụng khác của opioid. Vì vậy, nó góp phần cho cái việc mà giải độc khi mà ngộ độc opioid ha các bạn. Với cái tác dụng của mình thì naloxone nó được chỉ định trong trường hợp giải độc khi quá liều opioid và điều trị tình trạng ức chế hô hấp do các opioid. Đồng thời, naloxone còn dùng để chẩn đoán xác định nghiện opioid và điều trị nghiện opioid ha. Rồi, một số tác dụng không mong muốn có thể gặp khi sử dụng naloxone đó là nếu bạn sử dụng naloxone với mục đích là làm để giải độc opioid, khi mà mấy bạn sử dụng thì sẽ làm giảm đột ngột cái nồng độ opioid trong cơ thể, nên có thể dẫn đến các hội chứng cai thuốc như buồn nôn, nôn mửa, tóc mồ hôi, tăng huyết áp, tăng nhịp tim, run và co giật ha các bạn. Rồi, naloxone nó sẽ có các chế phẩm và liều dùng tùy cho đối tượng sử dụng. Ở người lớn thì liều dùng khoảng từ 0,4 đến 2 mg trên 24 giờ. Ở trẻ em thì liều dùng là từ 0,01 mg trên ký trong 24 giờ ha. Tùy theo số ký của trẻ em thì mình sẽ nhân lên ra liều cho từng em riêng biệt ha. Rồi, mình đối với người lớn thì mình sẽ dùng những cái ống tiêm và tiêm cái liều là từ 0,4 mg trên 1 ml ha. Còn ở trẻ em thì mình sẽ tiêm với những cái ống tiêm có liều lượng là 0,04 mg trên ml. Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thuốc thuộc nhóm thần kinh trung ương, đó là thuốc kích thích thần kinh trung ương ha. Thì phân loại cái thuốc kích thích thần kinh trung ương dựa vào cái vị trí tác động chọn lọc của thuốc thì mình có thể chia ra là ba nhóm thuốc có tác động kích thích thần kinh trung ương chọn lọc ở vỏ não, hành tỷ hay là tủy sống. Thì thuốc kích thích thần kinh trung ương ưu tiên ở vỏ não thì mình có gồm các xanthin, và xanthin thì gồm có caffeine, theophylline, theobromine là những cái loại đang được dùng nhiều hiện nay. Và ngoài ra mình còn sử dụng một số thuốc cường giao cảm gián tiếp như epinephrine, amphetamine cũng có tác dụng là kích thích thần kinh trung ương, ưu tiên ở vỏ não ha. Rồi, một số thuốc ức chế thần kinh trung ương ưu tiên ở hành tỷ mình sẽ có là long não, niketamide, bentazone ha. Rồi, thuốc kích thích thần kinh trung ương ưu tiên ở tủy sống thì mình có một loại thường được nghiên cứu đó là strychnine ha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ đi tìm hiểu cái hoạt chất đầu tiên có tác động kích thích thần kinh trung ương mà thông dụng hiện nay, đó là caffeine. Thì cái cơ chế mà tác động kích thích thần kinh trung ương của caffeine thì hiện nay vẫn chưa rõ, nhưng mà một số tác giả nghiên cứu thì cho rằng có hai cơ chế để caffeine có tác động kích thích thần kinh trung ương, đó là nó sẽ làm phóng thích canxi 2 cộng trong tế bào, và ngoài ra thì nó có thể làm ức chế cái men phosphodiesterase gây tăng cái lượng AMP vòng. Đây là một cái chất trung gian hóa học thứ hai cho nhiều phản ứng sinh học ở trong cơ thể. Do đó khi mà mấy bạn tăng cái số lượng mà AMP vòng dẫn đến là các quá trình chuyển hóa sinh học ở trong cơ thể nó cũng tăng cường, trong đó có cái việc mà kích thích thần kinh trung ương luôn ha. Thì về dược động học, các xanthin nói chung hay là cà phê nói riêng thì nó sẽ dễ hấp thu qua tràng vị và phân tán khắp các mô kể cả dịch não tủy. Và caffeine thì nó được bài tiết chủ yếu qua đường nước tiểu ở dạng nguyên thủy
hay là dạng các chất đã bị khử metin ở phản ứng pha 1 trong chuyển hóa organ nhé. Rồi, mình sẽ cùng điểm qua một số tác dụng của caffeine ở trong cơ thể ha. Ở trên thần kinh trung ương, ở vỏ não thì caffeine nó sẽ ưu tiên kích thích ở vỏ não, sẽ làm giảm cảm giác là mệt mỏi, buồn ngủ và tăng hoạt năng trí tuệ. Dùng caffeine liên tục và kéo dài thì sau giai đoạn hưng phấn là ức chế, và khi sử dụng liều cao caffeine nó có tác dụng trên toàn bộ hệ thần kinh, có thể gây ra co giật nha. Cái sự kích thích của caffeine nó có thể gây co giật. Ngoài ra, caffeine nó còn có thể tác động lên hành tủy bằng cách nó sẽ kích thích các trung khu hô hấp, vận mạch và điều hòa nhịp tim nhé. Còn trên tim mạch, caffeine nó sẽ kích thích làm cho tim của mình đập nhanh, mạnh, tăng lưu lượng của tim và lưu lượng mạch vành. Nhưng mà tác dụng của nó kém hơn theophylline, một cái xanthin khác ở trong nhóm. Và ở liều điều trị thì thuốc ít ảnh hưởng tới huyết áp. Còn trên tiêu hóa thì caffeine nó làm giảm nhu động ruột, nên nó có thể gây táo bón, tăng tiết dịch vị. Và nó do chính vì cái việc tăng tiết dịch vị nó có thể gây loét dạ dày, tá tràng ha. Và cái tác dụng mà trên hệ tiêu hóa làm giảm nhu động ruột, gây táo bón thì các bạn sẽ dễ thấy cái việc ứng dụng của nó là khi mà mấy bạn bị tiêu chảy á, thì thường là được khuyên á, là uống một cái cốc cà phê nhỏ không đường để, thì nó sẽ có tác dụng là cầm tiêu chảy, là do cái cơ chế tác dụng mà thuốc ức chế giảm nhu động ruột này nè ha các bạn. Rồi, ngoài ra thì cà phê nó còn có tác dụng ở trên cơ trơn, thì cà phê nó sẽ làm giãn cơ trơn mạch máu, mạch vành, cơ trơn phế quản và cơ trơn tiêu hóa. Đặc biệt tác dụng giãn cơ trơn này nó càng rõ khi cơ trơn đang ở bị co thắt. Ví dụ như người đó không có bị co thắt thì cái việc giãn đó mình sẽ không có thấy rõ, nhưng mà nó đang co thắt thì khi mà sử dụng caffeine thì nó giãn ra, mấy bạn cảm giác rất là dễ chịu. Ví dụ như một số người mà có tình trạng bị hen suyễn đó các bạn, khi mà họ sử dụng caffeine đó, họ uống vô thì họ cũng có cảm giác là nó dễ chịu hơn so với việc mà họ sử dụng nước, ví dụ vậy ha. Rồi, ở trên thận thì thuốc nó sẽ làm giãn mạch thận, tăng sức lọc cầu thận và giảm sự tái hấp thu na cộng. Do đó nó có tác dụng là lợi tiểu. Tuy nhiên tác dụng lợi tiểu của caffeine nó kém hơn theophylline và theobromine, là hai cái xanthin được dùng nhiều ở trong nhóm hiện nay ha. Do đó một cái tác dụng khi mấy bạn sử dụng cà phê á, mấy bạn sẽ thấy là khi mà mấy bạn uống cà phê nhiều thì mấy bạn sẽ buồn đi tiểu nhiều hơn. Đó là cái tác dụng lợi tiểu của caffeine có trong cà phê đó ha các bạn. Rồi, ngoài ra caffeine nó còn có một số tác dụng khác, là nó còn tăng hoạt động của cơ văn và tăng chuyển hóa ha các bạn. Với tác dụng của mình thì caffeine nó được chỉ định dùng để kích thích thần kinh trung ương khi mệt mỏi, suy nhược, hoặc là sử dụng trong trường hợp suy hô hấp, suy tuần hoàn ha. Một số chỉ định khác thì caffeine nó có thể chỉ định trong hen phế quản, suy tim trái cấp, hay dùng để lợi tiểu. Tuy nhiên cái tác dụng lợi tiểu của nó thì kém, nên hiện nay mình sẽ không có dùng caffeine với tác dụng này nữa. Rồi, một số cấm chỉ định khi sử dụng caffeine là mình sẽ không sử dụng cho bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc. Rồi, không dùng cho những người bị suy mạch vành, nhồi máu cơ tim, nhịp tim nhanh, ngoại tâm thu ha. Rồi, một số độc tính có thể gặp khi sử dụng caffeine là ở liều cao, caffeine và theophylline, một cái thuốc khác ở trong nhóm xanthin, nó có thể gây mất ngủ, căng thẳng, buồn chồn, buồn ngủ và tim đập nhanh. Và ở liều cao nó có thể gây co giật, loạn nhịp tim. Khi sử dụng lâu ngày thì nó có thể gây quen thuốc và gây nghiện đó các bạn. Một cái ví dụ đơn giản vậy cho mấy bạn biết là khi mấy bạn sử dụng cà phê thường á, trong cà phê á, thì có caffeine. Thì khi mấy bạn sử dụng cà phê như một cái thói quen á, thì mấy bạn sẽ có cảm giác quen dần với việc có mỗi một cốc cà phê vào buổi sáng. Nếu không có thì mấy bạn sẽ cảm giác là uể oải,
mệt mỏi và buồn ngủ ha. Rồi, rồi tác dụng cà phê nó làm tăng tiết dịch vị, dẫn đến là có thể gây viêm loét dạ dày ở một số người ha. Tiếp theo là mình sẽ nói một cái nhóm, một thuốc khác ở trong nhóm kích thích thần kinh trung ương, đó là chitin sulfate ha các bạn. Thì chitin sulfate nó được chiết xuất từ hạt mã tiền nha, và mình chiết xuất và sử dụng nó ở dạng muối của sulfate chứ không phải là muối của hydrochloric ha. Một số tác dụng của chitin sulfate đó là ở liều điều trị thì thuốc có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, ưu tiên trên tủy sống, và nó sẽ kích thích phản xạ tủy, tăng dẫn truyền thần kinh cơ và tăng dinh dưỡng, đồng thời nó tăng cái hoạt động của cơ luôn. Thì thuốc nó sẽ làm tăng nhạy cảm của các xúc giác, vị giác và khứu giác thì bởi một cái tác động ở bên ngoài ha. Rồi, khi liều cao thì nó có thể kích thích cả hành tủy, trung khu hô hấp, vận mạch và phế vị. Do đó nó sẽ làm tăng biên độ tần suất hô hấp, gây co mạch và chậm nhịp tim ha. Với những cái tác dụng đó thì chitin sulfate được chỉ định trong trường hợp là suy nhược cơ, tại vì nó tăng hoạt động của cơ, và mình chỉ định trong những trường hợp mà chân tay bị tê bại, liệt dương, đái dầm, ngộ độc thuốc ngủ bạc biturat, hoặc là những cái trường hợp mà bị mệt mỏi hay mới ốm dậy, ăn uống không tiêu, hoặc là những cái trường hợp bị táo bón ha. Chitin nó sẽ chống chỉ định trong trường hợp là bệnh nhân đang bị cao huyết áp hay bị sơ cứng mặt, viêm gan, thận, bệnh Basendow hay là động kinh. Một số tác dụng không mong muốn có thể thấy khi sử dụng chitin sulfate đó là khi dùng liều cao, thuốc có thể gây ngộ độc do thần kinh trung ương bị kích thích quá mạnh và có thể dẫn đến tử vong do ngừng hô hấp. Vì vậy, chitin sulfate hiện nay không được sử dụng trên lâm sàng nữa, mà chỉ còn được dùng trong các thử nghiệm trên thú vật thôi ha, để nghiên cứu thôi. Mình tiếp theo sẽ nói một cái thuốc thuộc nhóm kích thích thần kinh trung ương nữa, đó là niketamid, là một cái diethylamid của acid nicotinic. Thì nó có tác dụng là kích thích thần kinh trung ương, ưu tiên ở hành tủy và đặc biệt trên trung khu hô hấp và tuần hoàn. Nên niketamid nó làm tăng biên độ hô hấp, tăng nhạy cảm của trung tâm hô hấp với CO2, tăng nhịp tim và tăng sức co bóp cơ tim, tăng nhẹ huyết áp. Khi ở liều cao thì thuốc có thể tăng tác dụng trên toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương, do đó có thể gây co giật, tương tự như morphine và codeine ha. Rồi, với những cái tác dụng của mình thì niketamid nó được chỉ định trong trường hợp là suy hô hấp hay suy tuần hoàn, nghẹt thở, trị tim mạch, ngộ độc thuốc mê, thuốc ngủ, morphine, CO2, cyanide. Ngoài ra thì nó còn được phối hợp để chữa suy tim trong thời gian nghỉ dùng diuretic, là một cái thuốc có tác dụng là trợ tim ha. Ngoài ra một số tác dụng phụ không mong muốn có thể xảy ra trong quá trình sử dụng niketamid đó là khi dùng liều cao nó có thể gây ra cơn co giật rung do kích thích toàn bộ thần kinh trung ương. Một số chống chỉ định khi sử dụng niketamid là mình sẽ không sử dụng đối với những người mẫn cảm với thành phần của thuốc, và những người có tiền sử động kinh hay tăng huyết áp thì cũng không được sử dụng niketamid. Và niketamid thường được điều chế để phù hợp với cách dùng là uống hoặc là tiêm dưới da ha. Tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thuốc mà nó giúp điều hòa hoạt động của tâm thần, đó là lithium. Thì lithium nó về dược động học nó hấp thu gần như là hoàn toàn qua đường tiêu hóa ha các bạn, và thuốc phân bố rộng rãi ở các mô, và thuốc không liên kết với protein huyết tương và nó cũng không bị chuyển hóa. Thuốc nó thải trừ chủ yếu qua thận, và tại thận thì lithium nó sẽ tái hấp thu bằng cách là cạnh tranh với năng cộng. Do đó đối với những người mà ăn ít muối hoặc là dùng thuốc lợi tiểu thiacid gây tăng thải năng cộng nhiều thì nó sẽ làm tăng tái hấp thu lithium. Do lúc này không có ai cạnh tranh với lithium thì lithium nó sẽ được tái hấp thu nhiều hơn.
Tiếp theo là một số tác dụng và cơ chế trong điều hòa hoạt động tâm thần của lithium. Thì lithium là một cái thuốc ổn định tâm thần, nó có tác dụng là phòng và điều trị rối loạn tâm thần ở cả hai pha hưng cảm và trầm cảm. Do đó nó được chỉ định dùng để phòng và điều trị cơn hưng và trầm cảm, cũng như là phòng và điều trị các cơn hưng cảm và trầm cảm tái phát ha. Một số tác dụng không mong muốn có thể xảy ra khi sử dụng lithium là thuốc, do thuốc có phạm vi an toàn hẹp, độc tính cao, nên dùng thuốc có thể gặp một số triệu chứng như run, khát nhiều, tiểu nhiều, tăng cân và phù chân tay. Trên thần kinh thì lithium nó có thể gây qua mắt, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, ảo giác, ù tai và bị một số hội chứng về não ha. Do những cái tác dụng phụ không mong muốn nên mình sẽ chống chỉ định sử dụng lithium cho bệnh nhân bị thận, bệnh nhân có vấn đề về tim mạch, bệnh Addison, thiểu năng tiếng giáp, hay là trẻ em dưới 12 tháng tuổi. Và các chế phẩm được lithium được dùng ở trong lâm sàng á là thường được điều chế ở dạng viên nén hay viên nang với hàm lượng là 200 đến 400 mg.